Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Duy Khoa, từ ca sĩ ít tên tuổi đến trở lại màn ảnh sau 10 năm đóng cặp với Thanh Hương. Ca sĩ Duy Khoa là tên tuổi quen thuộc với giới trẻ yêu nhạc đầu thập niên 2010. Anh bước ra từ ánh đèn sân khấu, chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008 và hoạt động nghệ thuật xuyên suốt cho đến ngày nay. Duy Khoa sinh ngày 2 tháng 10 năm 1984 tại thành phố Hà Nội. Duy Khoa tên thật là Nguyễn Duy Khoa, anh là nam ca sĩ được nhiều người bạn yêu mến. Với gương mặt khả ái, Duy Khoa ngày càng được nhiều người quan tâm. Bên cạnh ca hát, anh còn tham gia viết nhạc, viết bản nhạc. Anh viết được nhiều ca sĩ trẻ có tiếng thể hiện thành công như Xuân Sơn, Thanh Phương, Tuấn Đức. Duy Khoa từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và từng tốt nghiệp khóa 1 lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam. Ca sĩ Duy Khoa có con đường nghệ thuật tương đối thuận lợi. Anh được đào tạo chính quy, tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, anh còn tốt nghiệp khóa 1 của lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam. Khi đã có nền tảng nghệ thuật vững chắc, anh bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Nổi bật nhất là khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008. Duy Khoa có những màn biểu diễn vô cùng xuất sắc mà đã giúp anh tạo được điểm nhấn với khán giả. Khi đó, người hâm mộ luôn thấy anh sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu. Cũng từ thời điểm năm 2008 ấy, Duy Khoa dần có chỗ đứng trong giới ca nhạc cũng như là gương mặt thân thuộc với các show âm nhạc miền Bắc. Duy Khoa còn bất ngờ lấn sân sang con đường diễn xuất bằng việc thủ vai hàng loạt các bộ phim truyền hình trong thời gian ngắn. Khi đó, anh được cho là ăn theo điện ảnh, nhưng anh chỉ thấy bản thân đóng phim vì thấy hợp với diễn xuất, chứ không phải đi bờ đồ hình ảnh. Năm 2014, hình ảnh ca sĩ Duy Khoa dần vơi đi trước sân khấu và công chúng, bởi khi đó anh đã kết hôn trong bí mật với một hot girl một thời Lương Nguyệt. Sau đó, anh cũng bắt đầu chuyên tâm vào việc chăm lo gia đình và thi thoảng mới xuất hiện các hoạt động nghệ thuật. Thời gian này, Duy Khoa cũng thử sức với nhạc sĩ khi sáng tác nhiều ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện khá thành công. Đồng thời, điểm này cũng là tên tuổi Duy Khoa được biết đến nhiều hơn với tư cách là người sáng lập và vận hành trực tiếp công ty truyền thông sự kiện Amedia. Công ty của anh chính là người đứng sau cho những MV ca nhạc cũng như những show diễn lớn nhỏ ở Hà Nội khi đó. Năm 2019, Duy Khoa cho ra mắt MV Giữa Lưng Chừng Thanh Xuân để đánh dấu cho sự trở lại với nghệ thuật ca hát. Tuy nhiên, lần này khán giả ít đón nhận hơn với Duy Khoa, cũng có lẽ vì anh vắng bóng trên đường đua V-pop đã hơn 5 năm. Đến tháng 5 năm 2021 thì hình ảnh Duy Khoa lần nữa trở lại trước ống kính báo đài. Nhưng lần này anh xuất hiện với tư cách là diễn viên khi anh cho biết mình đã nhận vai trong phim truyền hình Mùa Hoa Tìm Lại do VTV hợp tác sản xuất với công ty anh. Chuyện tình cảm và gia đình của Duy Khoa khá kín tiếng, ít ai biết được gia thế của anh. Được biết nam ca sĩ còn có một cô em gái tên là Nguyễn Thùy Trang. Thùy Trang cũng bước tiếp theo con đường nghệ thuật âm nhạc như anh trai. Cô cũng từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Còn về chuyện tình cảm thì hiện nay, Duy đang có một gia đình hạnh phúc cùng hot girl Lương Nguyệt. Đám cưới của anh và vợ được tổ chức khá bất ngờ, khi trước đó anh không đề cập gì đến chuyện kết hôn với truyền thông. Đám cưới diễn ra trang trọng và kín đáo, có sự góp mặt của bạn bè và người thân của nam ca sĩ. Sau đám cưới, anh tập trung chăm lo gia đình nhỏ và hoạt động kinh doanh. Nam ca sĩ ít khoe hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Hiện tại, tổ ấm của Duy Khoa có hai thiên thần nhỏ, gạo nếp và gạo tẻ đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.